thì tôi thấy đây là một vấn đề rất cần thiết. Những 5 năm thực hiện của ngành công an triển khai thì với trách nhiệm là trưởng ban thì chú đã triển khai tới 100% cái 6 điều dạy của bác tới toàn lực lượng bảo vệ dân phố, và coi như là mỗi cái nội dung, mỗi cái điều bác dạy là một cái điều để cho mỗi người lấy cái đó để học tập, để noi theo, và nhất là phải gắn kết những cái công việc đó trong vấn đề cái công tác hàng ngày để tu giữa tu, để rèn luyện, để tu dưỡng bản thân mình, và lấy cái tiêu chuẩn của những cái điều bác Hồ dạy là lấy là những cái mục tiêu để xây dựng cái lực lượng bảo vệ dân phố trong sạch vững mạnh. Hơn 20 năm tham gia ban bảo vệ dân phố, được tín nhiệm bầu làm trưởng ban bảo vệ dân phố nhiều năm liền, ông Bùi Quý Lộc đã có nhiều đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, được công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa tặng nhiều giấy khen. Tổng kết 5 năm phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều